nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường qua địa bàn huyện. Bên cạnh việc triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện, đội cảnh sát giao thông công an huyện Lục Nam cũng đã đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý nghiêm đối với phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải. Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý xe ô tô cơi nới thành thùng vận chuyển hàng quá khổ, quá tải, đội cảnh sát giao thông công an huyện Lục Nam đã bố trí một tổ công tác thường xuyên thực hiện chuyên đề này. Tổ công tác đã tập trung kiểm tra đối với xe ô tô vận chuyển đất, nguyên vật liệu xây dựng. Những trường hợp cơi nới thành thùng, vận chuyển hàng quá tải khi bị phát hiện đều được xử lý nghiêm minh. Hôm nay là vi phạm lần đầu thôi, thì qua đây ý thức thì sau thì thôi em hứa là sẽ trở về với mức nhà nước cho phép là bằng thành. Xe cũng quá tải một ít thôi, nhưng mà rút kinh nghiệm, lần sau em chở thì đủ tải thôi. Từ đầu năm đến nay, qua tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông công an huyện Lục Nam đã phát hiện xử lý 80 trường hợp vận chuyển hàng quá khổ, quá tải, xử phạt với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Bên cạnh xử lý vi phạm, đội cảnh sát giao thông cũng tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của chủ xe, lái xe khi vận chuyển hàng hóa. Lực lượng cảnh sát giao thông đã thường xuyên tập trung và ngày nào cũng có một tổ xử lý theo chuyên đề quá khổ, quá tải và tập trung ở các tuyến đường, các điểm mỏ có nhiều phương tiện có dấu hiệu là chở hàng quá khổ, quá tải và cơi lưới thành thùng. Song song với việc xử lý thì đội cảnh sát giao thông cũng đã tuyên truyền tới các chủ phương tiện, yêu cầu các chủ phương tiện chấp hành nghiêm. Biết là vi phạm và mất an toàn, song vì lợi nhuận kinh tế mà nhiều chủ xe, lái xe vẫn cố tình cơi nới thành thùng xe để vận chuyển quá tải. Chính bởi vậy, chỉ khi việc kiểm tra kiểm soát ô tô vận tải hàng hóa hoạt động trên các tuyến đường được tăng cường thực hiện, mới có thể ngăn chặn được tình trạng chở hàng quá tải gây mất an toàn giao thông.